nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội. Sáng ngày 22 tháng 9, trao đổi với phóng viên, một thành viên của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt gây xôn xao dư luận. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý việc này. Vào đầu năm 2018, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã đến nhà riêng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để chúc thọ. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản từ rất sớm. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác quan trọng như Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tương đương Phó Thủ tướng hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tương đương Thủ tướng hiện nay. Ông làm Tổng Bí thư từ năm 1991 đến năm 1997, sau đó làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 2018, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quyết định tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cũng trong tháng 4 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thái Lan treo cờ rủ, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 3 ngày. Các cơ quan ban ngành, chính phủ Thái Lan trên toàn quốc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày kể từ ngày 24 tháng 9. Trong một công văn ra ngày 22 tháng 9, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan, ban ngành chính phủ trên toàn quốc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày kể từ ngày 24 tháng 9. Nội dung công văn: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan về việc ngài Trần Đại Quang Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Quân đội Hà Nội, Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan ban ngành chính phủ hạ 1/2 cờ. Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 9 đến thứ Tư ngày 26 tháng 9, tổng 3 ngày làm việc. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện. Thông báo này đã được phát đi tới tất cả các cơ quan ban ngành trên toàn Thái Lan. Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Quốc tang Cuba sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy 22 tháng 9 năm 2018 đến 24 giờ ngày 23 tháng 9 và lễ tưởng niệm cấp quốc gia được tổ chức vào ngày 24 tháng 9. Tờ Juventud Rebelli, tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, đưa tin cho biết ngày 21 tháng 9, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba đã ra thông báo tổ chức quốc tang trên toàn lãnh thổ sau khi được tin Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần. Quốc tang Cuba sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy 22 tháng 9 năm 2018 đến 24 giờ ngày 23 tháng 9 và lễ tưởng niệm cấp quốc gia được tổ chức vào ngày 24 tháng 9. Thông báo của Hội đồng Nhà nước Cuba cũng nêu rõ, trong thời gian quốc tang, quốc kỳ Cuba trong các tòa nhà công cộng và các tổ chức quân sự phải được treo thấp ở nửa cột, buộc hình cánh buồm. Ngoài ra, các buổi biểu diễn công cộng và các hoạt động lễ hội cũng bị đình chỉ trong thời gian quốc tang. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam sau khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, đồng thời dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo Việt Nam trước phiên làm việc tại trụ sở Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Cuba đề cao tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba và nhắc lại chuyến thăm Cuba của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm 2016, cũng là thời điểm tòa nhà Capitolio trụ sở chính của Quốc hội Cuba được khai trương. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Cuba, sáng ngày 21 tháng 9, theo giờ địa phương, báo giới chính thức của Cuba đã đồng loạt đưa thông tin Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc đối với người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Báo chí Cuba đặc biệt nhấn mạnh tới tình cảm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Cuba là vị nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp gỡ cố lãnh tụ Fidel Castro hồi tháng 11 năm 2016 tại Cuba, ít lâu trước khi lãnh tụ Cuba từ trần. Nhật báo Genma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, nhấn mạnh sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nỗi mất mát đau thương của nhân dân
và chính phủ Cuba vì những gì nhà lãnh đạo Việt Nam đã đóng góp cho tình bạn và sự hợp tác giữa hai nước. Trong khi đó, hãng tin Bensa Latina dẫn lời đại sứ Cuba tại Việt Nam bày tỏ Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn lớn của Cuba, người thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ lịch sử của tình anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Mỹ. Tổng thống Donald Trump trong tuyên bố của mình cho biết ông rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, ông xin gửi lời chia buồn đến gia đình Chủ tịch nước và người dân Việt Nam. Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 21 tháng 9 vừa ra tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trong tuyên bố, Tổng thống Donald Trump viết: "Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam." Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Mỹ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 và tôi cảm ơn ông về sự cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam. Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nau ngày 21 tháng 9 đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần. Nội dung tuyên bố như sau: "Chúng tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin gửi những suy nghĩ cảm thông và lời cầu nguyện đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Mỹ-Việt Nam, giúp đưa quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với gia đình, bạn bè của ông và nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản của ông và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông." Chiều ngày 21 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Mỹ-Việt Nam. Sự đón tiếp của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam lên tầm cao mới trong cơ sở hiểu biết lẫn nhau. Có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đại sứ chia sẻ. Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản ông để lại và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông, đại sứ trân trọng bày tỏ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo đảng, nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện, nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi. Thủ tướng Nhật Bản gửi điện chia buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Bức điện viết: "Tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa mới từ trần. Thay mặt cho chính phủ và người dân Nhật Bản, tôi xin gửi tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam và gia quyến ngài Chủ tịch nước lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đại diện cho đất nước Việt Nam tiếp đón nồng hậu Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào mùa xuân năm ngoái. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Nhật Bản và Việt Nam, ngài Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản từ cuối tháng 5. Tới đầu tháng 6, ngài đã cống hiến hết mình cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Cá nhân tôi đã có vinh dự được gặp ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang 4 lần, trong đó tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng kính trọng trước việc ngài Chủ tịch nước đã chủ trì thành công hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng,
nhất là những đóng góp to lớn trong việc ký kết hiệp định. TPP-11 tại hội nghị. Nhật Bản và Việt Nam, với tư cách là đối tác chiến lược, vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà với sự lãnh đạo, sáng suốt của mình đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó trên các lĩnh vực sâu rộng giữa hai đất nước, cầu mong ngài yên giấc ngàn thu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tadao Kono đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bức điện viết, tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vừa mới từ trần ngày 21 tháng 9. Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nguyên thủ quốc gia dẫn dắt Việt Nam không chỉ trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội mà còn nâng cao vị thế quốc gia tại khu vực và trên trường quốc tế. Trong quan hệ với Nhật Bản, ngài đã đón tiếp Nhật Hoàng và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, cũng như có chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay, ngài đã cống hiến hết sức cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. Cá nhân tôi cũng vinh dự được đến chào xã giao ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tưởng nhớ tới những công lao to lớn của ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi cầu mong ngài yên giấc ngàn thu, đồng thời hy vọng chính phủ và người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua nỗi đau, góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển hơn nữa.